Vâng, cửa hàng Milo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video hôm nay buổi chiều ngày 17 tháng 8, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác một con đẩy để nó là đánh giá là mạnh nhất trên thị trường với mẫu đẩy 4 kênh size 3U các bác nhé. Đó là mẫu Martin 36.000. Và kính thưa và báo cáo các bác, hiện tại bên trên thị trường thì đối mẫu Martin này thì có rất nhiều cái tên khác nhau. Đối với hiện tại bên thì mình thế thôi, cái Martin 36.000 chỉ là cái tên thôi các bác nhé. Còn các bác có điều quan trọng, có mua những mẫu đẩy công suất lớn như vậy, có mua trên thị trường chọn những sản phẩm đẩy chuẩn loại 1 vì trên thị trường những sản phẩm đẩy loại 2, loại 3 rất nhiều vì sử dụng linh kiện nó kém hơn và nó dại hơn rất nhiều các bác nhé. Thì trước khi vào quay nội thất thì em giới thiệu các bác, với công suất cho ra mỗi kênh của con đẩy Martin 36.000 này là 1.300W một kênh. Nhà ngày trước là nó tên nó là Martin 18.000, anh em hay gọi là 1.800W một kênh, nhưng thực ra không phải đâu các bác nhé, chỉ đạt được 1.300W một kênh. Đánh tốt được một cặp 40 đơn một kênh từ 220 họng 100 các bác nhé. Nhà các bác đánh 40 đơn cho em cứ giã từ 220 một kênh một cặp luôn, có nhé, một cặp đơn, nếu đôi thì là một quả đôi một kênh. Nếu đánh full đôi thì nghĩa là con đẩy đánh được hai cặp full đôi, cực kỳ tiện lợi, gọn, nhẹ. Đó. Và cái thứ hai nữa, đối với phiên bản Martin 36.000W này là phiên bản nâng cấp của Martin 18.000. Về cơ bản nó nâng cấp đó chỉ có ở bán kính nguồn thôi. Nó là nặng hơn 1 kg nguồn đầu, tổng trọng lượng con này nặng là gần 41 kg. Còn đối với phiên bản như Martin 18.000 trên thị trường chỉ nặng là 39,8 kg, nghĩa là nhẹ hơn 1 kg thôi nhé. Còn đâu về cấu trúc từ sò, từ tụ, từ men ruột là như nhau. Nhưng đối với chuẩn loại 1 thì các bác nhìn cái men, cái vỉ, con tụ nó rất là sắc nét, chi tiết đó. Và hôm nay là nhân tiện quay video thì em test liền lúc trong ngày 17 hôm nay là test hai chiếc đẩy Martin. Trong hôm nay rất là vui mừng trong ngày gọi là ngày như biết hiện tại hiện tại Hà Nội thì không giãn cách ly xã hội, nhưng mà được các bác cách ly xa. Như là ở một bác khách ở Hải Dương, khu vực Hải Dương này, hôm nay có một bác khách ở Hải Dương đặt bên đường mục của đẩy Martin 36.000, đó là anh Nguyễn Văn Giàu ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, và anh Nguyễn Ngọc Sơn ở Đức Huệ, Long An đó. Và quay vào nội thất của con đẩy này thì bác cùng nhìn. Thứ nhất, nó sử dụng một bán kính nguồn đồng bằng lắp, em đang cắm điện đấy nhé, em nghe nó sờ đây đó. Bằng lắp, lóc luôn, size 3U bằng lắp. Và sử dụng ở đây nó sử dụng là 80 sò công suất các bác nhá. Tất cả các con trở nó thẳng tắp, không lung lay đó. Vâng, và các bác nhìn vào rõ cho em cái phần thanh tản nhiệt vậy. Nó sử dụng ở đây một thanh tản nhiệt, nó bắt doe, đường doe ốc đây nhá. Cái đường doe ốc đây không phải tự dưng người ta bắt đấy, mà người ta sẽ có đặc điểm, đó là người ta khi các bác bị lỗi vỉ này thì nhà cung cấp họ sẽ gửi vỉ sang và bác có thể đảo trong vỉ bất kỳ. Đó là có nguyên nhân do đó mà cái bản trở loại 2 là không có phần bắt ốc doe này đó. Và các bác lưu ý cho em là sử dụng ở phần tất cả các điểm keo này, keo bơm keo rất là đầy đó. Tụ sử dụng 2 vỉ tụ lọc nguồn mà nhá, và sử dụng là 80 sò, tất cả con trở nó không lung lay, chưa tính là bù áp đây mà nhá, con mô phép này 8 con mô phép. Và sử dụng đến 4 quạt gió tản nhiệt đó. Và các bác cùng lưu ý thì trên ngoài các vỉ tụ ở đây, em lưu ý các bác là khi các mua đối sản phẩm chuẩn loại 1 thì các tụ nó rất là sắc nét, nó không bị mờ nhạt, không bị bạc đó. Và cái men mạch của nó đều có in rõ rất thông số là FB1300x4 từ phân số của hai vỉ mạch này đến thông số của vỉ mạch phía đằng trước nhé. Đó là cái điều đặc điểm em muốn nhấn mạnh cho các bác và các lưu ý và chọn những cơ sở uy tín. Các bác đối với cửa hàng Miền Minh, các bác mua những con đẩy như vậy, các bác có thể mở ra bật nắp ra xem thoải mái. Đây từ phân trong 1.300x4 các nhá, điện phòng dòng điện áp của nó nguồn bằng nắp luôn. Một con đẩy có thể nói rất đáng chơi trong tầm tiền. Đó. Và đây em phối ghép đây là một cặp loa JBL 715, hàng nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc, dòng bát neo tép neo, chỉ đánh một kênh. Và em nói ngay từ đầu rồi, đối với con đẩy này nó sẽ sử dụng đây là một kênh này 1.3, nó đánh tốt được một cặp 40 đơn này. Còn các bác chơi cả những từ dòng loa như từ 220 hoặc 100 thì cũng đánh tốt luôn các nhá, đánh tốt được một cặp luôn, một kênh. Những bác nào sử dụng những con đẩy này thì có thể cho Hiếu Minh xin một comment ở bên dưới video này. Vì đến thời điểm hiện tại bây giờ em đã bán đến ra thị trường nó rơi khoảng độ gần 300 chiếc đẩy này rồi. Đó, một mẫu đẩy có thể rất đáng chơi trong tầm tiền. Công suất cực kỳ khỏe. Em xin phép đóng cái cửa này ra. Đó.
Và bây giờ các bác cùng nghe một đoạn nhạc của bên chúng mình sẽ test đoạn nhạc để bác cùng nghe đánh giá. Em mới chỉ sử dụng đây là một kênh thôi các anh nhá. Em sẽ vặn lên luôn. Giàu có địa chỉ tại Kim Thành, Hải Dương. Tuy là hiện tại bữa đang ở chỗ Hải Dương thì cũng đang bị nhà đang phong cách ly xã hội, nhưng mà chuyển bưu điện thì vẫn chuyển được các nhá. Tất cả bác Hải Dương vẫn chuyển bình thường. Và anh Nguyễn Ngọc Sơn ở Đức Huệ, Long An cũng nhá. Và gửi lời cảm ơn anh cũng như gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Đây là mẫu đẩy có thể nói là các bác đi chơi show sự kiện nhanh thu hồi vốn, công suất khỏe, bền bỉ. Đó. Nó được đánh giá trong thời gian qua em đã bán rất là nhiều, và những bác nào đi sự kiện đã được hơn 1 năm nay có thể comment bên dưới để ủng hộ cửa hàng chúng mình. Và báo cáo bác thì các bác có nhu cầu có thể đến tận cửa hàng bên em, vẫn mở cửa phục vụ các bác là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình qua hai chỗ online đây. Em có lên đơn ship code CD bác toàn quốc không nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác, và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ.